Nám có điều trị hết được không? Như vậy thì nám có khả năng trị hết được hay không? Câu trả lời là có khả năng trị hết, nhưng không cam đoan vĩnh viễn. Tại vì mình phải hiểu là mình trị nám có nghĩa là mình dẹp bỏ cái melanin. Nhưng mà cái melanocyte là cái tế bào tạo ra sắc tố, nó vẫn là cái tế bào sống chung với da của mình. Thì bất kỳ một cái lý do gì, ví dụ như là nội tiết, ánh sáng mặt trời, hoặc là những cái bệnh lý nội tại trong cơ thể của mình, nó đều có khả năng kích thích tăng sinh melanin. Và từ những cái sự kích thích đó thì cái melanocyte nó sẽ tạo ra melanin. Và như vậy thì chúng ta sẽ bị nám trở lại. Do đó hỏi là nám có trị hết được hay không, thì câu trả lời là nám trị hết được, nhưng có tái phát hay không thì tái phát hay không là do các bạn. Cái người mà không điều trị được nám, hoặc là người ta không đầu tư công nghệ nám, hoặc là người ta không có muốn focus vào những cái điều trị nám, thì người ta nói rằng là nám điều trị không bao giờ hết, dĩ nhiên nó sẽ tái phát. Nhưng mà quan trọng là các bạn làm gì để nó tái phát rất là nhanh, thì cái việc đó là chúng ta phải coi lại cái hàng rào da của khách có được đảm bảo được tốt khi mà chúng ta điều trị hay không. Thứ hai nữa là các bạn có đủ công nghệ để nói chuyện hay không. Và yếu tố thứ ba nữa là yếu tố rất là khó kiểm soát, làm cho các bác sĩ cũng gặp khó khăn trong cái điều trị, đó chính là khách hàng. Cho nên nám nó là một cái vấn đề rất là khó để mà chúng ta xử lý. Nói là khó thôi, nhưng mà khoa học người ta đã tìm hiểu ra nguyên nhân của nám. Bây giờ công nghệ khoa học máy móc đầy rồi, và người ta đã nghiên cứu ra những cái bước sống có thể focus đúng mô đất, thì chúng ta cứ đúng vậy mà chúng ta xử lý thì chắc chắn là hết.